Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bạn nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày 30 tháng 4. Vâng, các bác được đi chơi. Hôm nay em cũng không được đi chơi nên quay một cái video để phục vụ các bác nha. Vâng, máy em báo trên từng mặt hàng, từng cái máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông, ba phát cước, giày đeo, tip, mở buji và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và nổ máy hôm nay chỉ đến từ ba thương hiệu như Maruyama, Mitsubishi, Honda và đặc biệt hôm nay là có hai con máy chạy bằng ga nha các bác, thay vì chạy bằng xăng thì chạy bằng ga nha các bác. Và lô máy này rất đẹp nha. Vậy em sẽ điểm sơ từ con một trước để các bác lựa chọn. Hôm nay có ba con Honda Tum, hai con Tum rời, một con Tum liền, đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Vâng, hai con máy ga một đều đến từ thương hiệu Mitsubishi, đẹp xuất sắc, Mitsubishi TL23, Mitsubishi TL26. Vâng, ngoài ra các bác có thể chọn những cái thương hiệu như Mitsubishi này. Vâng, cố thêm một chút tiền nữa thôi ạ, cũng nó ở cái phân khúc cỡ trung bình đó, nhưng mà ngược lại tiền nào của đó. Thứ nhất, cái đời TL nó là một trong những mặt hàng phải ngon là trực tiền ạ. Thứ hai nữa ạ, nó rất đồ thay tháo nó sẵn nha các bác. Vâng, một con Mitsubishi TL26 xuất sắc, cặp TL231 lè tai đó. Vâng, ở công suất cỡ nhỏ các bác có thể chọn như thương hiệu như Mitsubishi TL20 xuất sắc, TL23, hai con Maruyama phân khúc 23cc xuất sắc, tum rời nha. Đa phần hôm nay tum rời cũng rất nhiều nha các bác. Và khi các bác chốt đơn, các bác nhớ cái mã của từng hôm nhé. Hầu như ngày nào cũng lên sóng hết, phát sóng vào khung giờ 7 cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Mã của hôm nay là mã chữ D. Khi các bác thích D1 Maruyama chẳng hạn, các bác kết bạn hoặc là liên hệ qua hai số điện thoại có Zalo, cho một tin nhắn chốt D1 được ghi địa chỉ, số điện thoại người nhận là xong nha các bác. Vâng, và trước khi review như mọi khi sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái phà như là sáng nào hoặc lúc ngày không sử dụng, nhấn nút bơm xăng tùy theo từng cái dòng nè nha. Những cái dòng nè bên tay phải bắt đầu khởi động nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Một số dòng nè bên tay trái thì nằm ngược lại nhé, bắt đầu khởi động thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình nhằm thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ rồi ạ, không cần phải bơm xăng, không cần ống nè nữa, nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Toàn hàng hệ hết các bác, D1 và D2 đều đến từ thương hiệu Maruyama, đều ở cái phân khúc cỡ trung bình, phân khúc 23cc lòng 32 ly, đều sử dụng bố tum rời, tum nhôm, tay ga giữ, đầu bò rin hết cho các bác. Giá 1.500.000 đồng D1, 1.500.000 đồng D2. Và tất cả những cái nô máy ngày hôm nay nha, nốc máy đều dập made in Japan, dập nổi. Còn ba cái con bốn thì này của Honda nha, cũng dập Honda, dập nổi ở lốc máy hết nha các bác. Đó, em cũng không cần phải soi đâu, về nhà các bác kiểm tra cứ không đúng như thế vậy ạ, các bác bom hàng hoặc phải nhận hàng luôn nha. Còn tất cả những con hai thì hôm nay lốc máy đều dập made in Japan, dập nổi để các bác phân biệt hàng nhà hàng thật. Đây là một nô hàng hệ đẹp xuất sắc cho các bác luôn ạ. Vâng, D1 1.500.000 đồng, D2 với D1 y chang nhau nha, đẹp xuất sắc như nhau, đều sử dụng bố tum rời, tum nhôm, đều có giá là 1.500.000 đồng. Vâng, D2 1.500.000 đồng ạ. Tiền nào của đó nha, nhìn hơn một chút tiền thôi. Các bác lấy những con hàng hệ này, hàng chuẩn này. Đó, thứ nhất là tiết kiệm xăng dễ nổ đá. Thứ hai, đồ thay tháo lo sẵn nha các bác. Vâng, D1 và D2 đều đến từ thương hiệu Maruyama, đều ở cái phân khúc 23cc lòng 32 ly, đều là tum rời, tum nhôm, bố côn 260, dòng tum thông dụng, có thể xịt thuốc hay là gắn hay độ chế một bất kỳ một cái gì đó nha các bác. Vâng, nhìn hơn một chút túi tiền, các bác có thể mua D3 vẫn ở cái phân khúc cỡ trung bình. Vâng, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23, đẹp xuất sắc, nguyên bản,
Vâng, 23cc lòng bà 11 đi với phiên bản chế Guamoro, chế ga ngang, chế 2 kim, tung rời, tung nhựa, tay ga giữ, đầu bò riêng cho các bác. Giá chỉ 1.700.000 đồng đề 3, các bác đã sở hữu một con hàng hệ đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23, 23cc lòng 31 đĩa. D3 1.700.000 đồng. Nó sang tới con D4, các bác thích một trong những con phân khúc cỡ nhỏ nhẹ nhàng nhất, xịn sò nhất, các bác chọn D4 ngày hôm nay. Giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL20, 20cc lòng của nó là 30 ly, đã sử dụng chế ga ngang, chế Guamoro, chế 1 kim, tung liền, tay ga giữ, đầu vào chắn cỏ rền cho các bác. 1.400.000 đồng D4. Các bác đã sở hữu một con máy phân khúc cỡ nhỏ xịn sò nhất tại Long Cơ Thành Định, Mitsubishi TL20, 20cc lòng 30 ly ạ. Vâng, con số D4 1.400.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo. Vâng, D5 về 6, giới thiệu cho các bác cặp Mitsubishi TL231 ở cái phân khúc 23cc lòng 32 ly. Với những cái phiên bản này cũng các bác cũng được rất nhiều các bác đặt mua. Vâng, con D5 ấy ạ thì nó có trợ lực, còn D6 là trục giật thường nha, và giá tiền nó vẫn vậy hết như các bác, hai con đẹp như trang như nhau ấy ạ. Vâng, con D5 thì đang sử dụng chế ga ngang, chế Guamoro, chế 2 kim, tôm liền, tay ghi đồng 1, đầu bò chắn cỏ đi hết cho các bác. Vâng, với cái ghi đồng 1 này, đó, khi các bác thích con máy này rồi, các bác không thích ghi đồng này, các bác có thể đổi ghi đồng như con số 7 hoặc là con số 4 này nha. Đó, bên Động Cơ Thành Định đều đáp ứng được cho các bác. Còn các bác thích hộp, tay ga hộp với ạ, hộp bóp như những con Honda kìa. Bên Động Cơ Thành Định có những cái tay ga hộp y chang những con Honda kìa. Đó, và các bác thì phải thêm 100.000 đồng nữa. Còn khi các bác muốn thay tay ga bóp như thắng xe đạp ấy ạ, đó là những cái tay ga miễn phí nha. Vâng, D5 đẹp xuất sắc đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231, 23cc lòng 32 ly, có giá 1.700.000 đồng ạ. Hết cho các bác, có bình xăng thay mới cho các bác. Vâng, D6 rin nguyên bản 100% cho các bác, đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231 phiên bản trục giật thường, chế ga ngang, chế Guamoro, chế 2 kim, le đỏ tự động nha. Với những cái dòng chế le tay đỏ tự động này, khi các bác sáng ra hoặc nông ngày không sử dụng nha, các bác bơm xăng đóng le lên đó, khi nó nổ rồi các bác ga lên tự khắc cái le đỏ nó bật lại nha, đó là le đỏ tự động. Vâng, cũng bố tum liền, tay 1 đầu bò chắn cỏ đi, cũng có giá 1.700.000 đồng để 6 ngày hôm nay nha. Mitsubishi TL231, 23cc lòng 32 ly ạ. D6 1.700.000 đồng.
Vâng, sang tới con D7 các bác muốn công suất nhỉnh hơn một chút nữa có thể mua Mitsubishi TL26 nha. Đây cũng là một trong những phiên bản cũng được bán được rất nhiều tại Long Cơ Thành Định. Vâng, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26, 26 cc lòng 33 ly, tình trạng rin nguyên bản 100% cho các bác. Sử dụng chế ga ngang, chế Guamoro, chế hai kim chỉnh, tung rời tung nhung, bố côn 260. Con này quá xuất sắc nha các bác. Tay ga giữ đầu bò chắn cỏ đi. Vâng, một số bác nâu nâu cũng có một số bác ạ. Hầu như ngày nào cũng lên video hết và những con đẹp ở trên video ạ, nô nào nó cũng có hết. Vâng, và cũng bác nhắn tin qua Zalo ạ. Tôi chưa ưng ý ở trong, tôi theo dõi lâu rồi mà chưa ưng ý có con nào đẹp hơn nữa không để tôi mua, quay kỹ để tôi mua. Vâng, với những con này là xuất sắc nhất tại Long Cơ Thành Định rồi nha. Còn với những bác nào mà đẹp hơn nữa ạ, em xin trả lời luôn, không có đâu ạ. Vâng, D7 Mitsubishi TL26 đẹp xuất sắc, giá 2.200.000 đồng ạ. D7 2.200.000 đồng. Vâng, điểm nhấn của ngày hôm nay giới thiệu cho các bác cặp đến từ thương hiệu Mitsubishi nha, một con TL23, một con TL26. Điểm khác biệt hoàn toàn so với tất cả những cái video trước ấy ạ, là hai con này nó chạy bằng ga nha, thay bằng xăng thì nó chạy bằng ga. Vâng, đều đến từ thương hiệu hàng hệ Mitsubishi, một con TL23, một con TL26. Vâng, với những con bằng ga này, bác nào muốn sưu tầm một con máy ạ, nói chung là nó không phải độc lạ đâu ạ. Với thiết kế của nó ạ, phần trên của nó y chang như một con máy hai thì nha. Vâng, với những con này này, đó, y chang như một con máy xăng. Đó, với con này các bạn em thích ráp ga sang con này cũng được, hoặc là con này em thích ráp máy chạy bằng xăng cũng được nha. Nó khác nhau mỗi thay vì chạy bằng xăng, nó chạy bằng ga thôi, nó vẫn chạy nhớt hai thì nha các bác. Nhưng đặc biệt hơn cái phiên bản mà chạy bằng ga ấy ạ, thì nó chắc chắn rồi, nó sẽ không có bình xăng để pha và nó làm thiết kế ra bộ bơm nhớt tự động nha. Và một cái chai nhớt nhỏ nhỏ đây này, đó, nó là bơm nhớt tự động nên các bác không phải lăn tăn về vấn đề gọi là pha nhớt không đúng kích cỡ của nó nha. Và các bác cứ đổ nhớt đây, cảm thấy gần hết nhớt thì các bác lại đổ vào cái chai nhỏ nhỏ này, đổ vào chai nhỏ nhỏ này nha. Đó, cái bơm nhớt xăng tự động. Và cái cách sử dụng của con này nha, khi các bác nổ buổi sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng, đó, các bác nổ đừng có ga ngay nha. Đó, các bác tèn càng cho em tầm khoảng 30 giây đến 1 phút để tèn tèn ha. Không phải là con máy ga này đâu mà tất cả những con máy hai thì và tự pha xăng nhớt đấy ạ. Các bác nên làm vậy. Tại vì nổ ngay lúc đầu tiên đấy ạ, thì nhớt nó sẽ không bơm ngay lên đâu. Đó, khi các bác nổ tầm khoảng 2-30 giây đến 1 phút đấy ạ. Đó, các bác thấy ở trong khói bô này, nó khói khói một tí. Đó, lúc đấy các bác đang làm nha. Và với những con này, sau này các bác không thích chạy bằng ga nữa. Đó, các bác mua chỉ cần mua mỗi cái bình xăng con này, mua cái bình xăng lớn này. Đó, các bác ráp vào là xong nha. Có động cơ từ lòng bạc, bít tông, gen, bô, biếc hay là lốc máy, y chang như một con máy chạy bằng xăng nha các bác. Vâng, và với thương hiệu con số D8 này, đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23, 23cc lòng 31 đi, em sẽ bán giá 1.700.000 đồng. Đang sử dụng bố tum rời tum nhôm, bố côn 260, tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Vâng, chỉ 1.700.000 đồng D8 ngày hôm nay nha, một con chạy bằng ga. Vâng, cũng có một số câu hỏi là Đình ơi, cái con chạy bằng ga này nó có tốn hay là chạy bằng xăng tốn? Vâng, chạy bằng ga này là một cái bếp ga mini để trong này bác nhá. Đó, và thay vì nó là một bình xăng thì nó sẽ là một bình ga. Và như các bác đã thấy ạ, giá xăng lên thì giá ga nó cũng lên. Để câu trả lời cuối cùng của em đó là tương đương nhau nha các bác. Đó, một bình ga, ví dụ một bình xăng này phát tiếng rưỡi chẳng hạn, một bình ga cũng phát tiếng rưỡi.
Và hiện tại cái giá thị trường em thấy một bình ga nó cũng tương đương một bình xăng thôi ạ. Nên là giá thành nó ngang nhau nha các bác. Vâng, D8 1.700.000 đồng. Vâng, nhìn hơn một chút nữa các bác có thể mua Mitsubishi TL26, một con máy chạy bằng ga nha. Vâng, cái đây là cái khóa ga của nó nha các bác. Khi các bác không sử dụng nữa các bác khóa lại nha. Đó, khi nào sử dụng mở lên. Và với những cái con cái này thì cũng không phải le, không phải EIF gì cả. Đó, khi các bác mở khóa ra ấy ạ, tự xăng tự ga nó phọt lên thôi. Đó, giật nổ, bộ đánh điện hay là cái bộ phận lòng bạc bê tông y chang luôn. Đó, ga nó phọt lên tự giật tự nổ. Vâng, con này đang sử dụng bố tum rơi, bố tum nhôm, bố côn 260. Tay ga giữ hai chế độ, giữ được, bóp được nha. Nó bó chắn cỏ lên cho các bác. Giá 2.200.000 đồng để 9 ngày hôm nay. Mitsubishi TL26 26 xe lòng 33 đi, chạy bằng ga nha các bác. D9 2.200.000 đồng. Vâng, từ D1 đến D9 đều là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt. Và riêng con số 8, số 9 là cũng xăng pha nhớt, nhưng mà không phải pha theo tỷ lệ. Còn từ con số 1 đến con số 7 là phải pha tỷ lệ 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những dòng nhớt thông thường. Nhớt đắt tiền, nhớt cao cấp hơn thì pha tỷ lệ cao hơn. Và hôm nay có 3 con Honda nha, đều đến từ thương hiệu Honda. Honda GX 25 25cc lòng 35 đi. Vâng, với hai con này thì nó khác nhau một chút nha, cũng là tum rời tum nhôm, nhưng một con tay cao hộp giữ, một con tay cao hộp bóp. Tay hộp bóp bao giờ cũng đắt hơn tay hộp giữ, nhưng mà ngược lại con này vỏ viết nhìn nó sáng sủa hơn một chút. Con này cái vỏ hơi tối màu hơn một chút nha, và chất lượng máy như nhau nha các bác. Có một con D12 là một con tum liền. Đó, tum liền thì nó sẽ rẻ hơn tum rời, nó chỉ có 2.600.000 đồng thôi ạ. Khi các bác muốn máy xịt, một con máy gắn máy xịt thuốc đeo lưng hay là cái gì đó, các bác có thể mua tum rời cũng được. Còn để mà các bác tính về kinh tế một chút xíu thôi. Đó, các bác chỉ phát cỏ hay là bơm nước ở cái đầu bò kia. Đó, các bác mua D12 cũng được nha. Đẹp hơn, rẻ tiền hơn, khẳng định luôn. Vâng, D10 là một con Honda GX 25 tum rời tum nhôm, tay cao hộp, đầu bò chắn cỏ đi. Với bác nào mà thích một con công suất cỡ trung bình mà phát cước nha, thì các bác chọn con này. Lý do tại sao ạ? Con này nó chạy bằng pickup. Đó, bên Nhật nó phục vụ chuyên cho các bác phát cước nha, phạt cước ở cái công suất cỡ trung bình. Vâng, và với thương hiệu này em sẽ bán giá 2.750.000 đồng D10 ngày hôm nay, Honda GX 25 25cc lòng 35 này ạ. Vâng, D10 2.750.000 đồng. Vâng, ở đầu video em quên không nhắc ạ. Vâng, tất cả những bác chốt máy ở nô máy ngày hôm nay đó đều mùng 2 tháng 5 mới gửi được máy nha. Nghĩa là mai không gửi được máy, mai 1 tháng 5 quốc tế lao động rồi không nghỉ được ạ. Có mỗi các bác nghỉ, các bác đi chơi thôi, còn em vẫn em phải làm để để gặp bác, các bác gặp bác gọi là bác Hồ ấy ạ. Vâng, D11 giới thì cho bác một con đến từ thương hiệu Honda GX 25 nữa, với phiên bản tum rời tum nhôm, tay ga bóp hệ xịn sò. 2.750.000 đồng D11 ngày hôm nay, Honda GX 25 25cc lòng 35 này ạ. Vâng, D11 2.750.000 đồng, tay gõ bóp hệ xịn sò cho các bác nhé. Vâng, còn cuối cùng ngày hôm nay giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Honda GX 25 nữa. Vâng, ba con thì con này chắc chắn rồi, nó là sẽ là đẹp nhất và giá thành nó rẻ hơn 150-200 ngàn nha các bác. Tại vì nó là chỉ là tum liền thôi. Với những con tum liền này, khi các bác chỉ phát cỏ không nha,
nó chả liên quan gì đến tum rời tum điền cả. Tại vì cũng có rất nhiều câu hỏi, Định ơi, sao tum rời tum điền nó khác nhau ở cái điểm gì? Vâng, nó khác nhau ở mỗi cái điểm khi các bác sử dụng vào nhiều công việc như xịt thuốc, gắn máy xịt thuốc, tháo cần, gắn máy xịt thuốc hay là độ chế cái gì đó thì các bác cần tum rời. Còn chỉ để phát cỏ không? Hay là gắn đầu bơm nước ở đầu bò kia? Đó, chả cần tum rời tum điền, nói chung gặp con nào mình sướng thì mình mua thôi ạ. Vâng, con này thì đẹp xuất sắc rồi, các bác có thể thấy đấy ạ. Đặc biệt hơn, con này đang sử dụng bộ tay ga bóp hộp xịn xò ở đầu bò chắn cỏ đi. Ống cần của nó nhìn hơn ống cần của những con tum rời một chút nha. Ống cần của nó là Phi 26. Vâng, giá chỉ 2.600.000 đồng D12. Các bác đã sở hữu một con đến từ thương hiệu Honda GX25 hàng hệ 25cc lòng 35 đi ạ. Con số D12 giá 2.600.000 đồng. Vui mà báo giá cho bà con lô máy 12 con. Em xin nhắc lại, giá em báo trên từng mặt hàng, từng cái máy là nó có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Bác nào chưa thích con nào lúc này, chưa chọn được hoặc là chốt chậm, chốt hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039136 hoặc 0973 164668 nha các bác. Và em xin nhắc lại một lần nữa ạ. Tất cả những bác mà chốt máy trong ngày nay, ngày mai, đó đều thứ ba mới gửi được nha. Và em xin nhận các bác ship hàng trong vòng tầm 5 đến 7 ngày. Đó, em báo trước cho các bác để các bác chủ động công việc. Tại vì cũng có một số bác ấy cứ chốt đơn ạ, không biết nó cần ngày hay cần gấp hay là cần gì ạ. 4 ngày đã hò rồi đợi ơi, sao nâu về vậy. Và gần như tất cả trên video đã báo đấy ạ. Nhận các bác ship tầm 5 đến 7 ngày nha, tùy theo từng địa phương. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.